chớp ngân thù. Anh Linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch kênh truyền hình Chấp 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 Việt. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng quả tên lửa tô bốc nhằm thẳng vào lăng để có thể phá hoại. Cái vấn đề thứ hai, tổ duy cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cái chế độ mà đã bị nhân dân ta, quân đội ta đánh đuổi hơn 40 năm về trước, một cái chế độ đã mang chất độc da cam giải xuống đất nước ta, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Bây giờ chúng ta sẽ mặc được cái chế độ mang bom của đế quốc Mỹ đã giải thảm Hà Nội, điển hình là Phố Công Viên tháng 12 năm 1972, và nó bôi nhọ lịch sử, nó bôi nhọ lịch sử, cả bôi nhọ anh em Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay anh em cùng chúng tôi, cựu chiến binh Mỹ, cựu chiến binh biên giới phía Bắc, cựu chiến binh biên giới Tây Nam, hôm nay đến đây để đối thoại trực tiếp với Phan Văn Bách. Nhưng hắn đã sợ như một con rùa rụt cổ trú trong nhà, không tham gia đối thoại với tôi. Chúng tôi đến đây đối thoại một cách công khai, công bằng, ôn hòa, nhưng tên này không tham gia. Tôi mong bà con nhận biết được cái tên Phan Văn Bách này, cái rất nguy hiểm. Chúng chỉ vì những đồng tiền nhơ bẩn của ngoại bang, xin ăn và nhát làm, không muốn làm nhưng để muốn có tiền tiêu, không muốn làm được tiền tiêu, ngồi anh hùng bàn phím để mà lên mạng xã hội chửi bới chế độ. Nhưng chúng ta không có tự do, không có tự do ngôn luận, không tự do thì bà con biết không? Bà con buôn bán có ai cấm không? Thì hôm nay đấy, nhân danh anh em cựu chiến binh mọi thành phần, hôm tới đây, thế nên bà con nhận rõ được cái bản mặt của tên Phan Văn Bách và cái kênh truyền hình Chấn Hưng Nước Việt. Xin cảm ơn bà con. Đến đây giết chết mẹ đi. Bây giờ mình đang sống ở cái chế độ này sung sướng này, không muốn gì, còn muốn gì nào? Bây giờ nó muốn khôi phục lại cái Việt Nam Cộng Hòa nguy quyền kìa. Đây bác này là bác cựu chiến binh đây này. Sướng thì không muốn đi, muốn như là anh Mỹ đây này. Cộng thiện của mình đâu? Cộng thiện 72. Tôi là đang sống ở cái chế độ này, tôi thấy là rất là sướng. Năm 72, anh muốn như nào? Giải thảm kết cục tiên của mình thế, bây giờ nó lại tuyên truyền nó muốn chế độ dây nhà đây. Trở lại. Được rồi. Chiến binh này. Chiến binh này. Anh thấy anh em mình thiệt thòi chưa? Bây giờ nó nói thế này này, anh bảo có ức không? Nó muốn khôi phục lại cái chế độ Mỹ. Thằng Phan Văn Bách này bác biết nó không ạ? Nhà nó ngay đây này. Nó xúc phạm Bác Hồ như này này. Nó bảo là nó bảo thằng này bốc mùi mắm tôm này. Bác Hồ nó bảo là bốc mùi. Quá mất dạy. Nó làm cái video mà nó cho quả tên lửa tôm hút bắn thẳng vào lăng Bác. Sao mà nhà nước mình không nhà nước Bác nhỉ? Quá để cho xúc phạm Bác Hồ chưa thành cái điều luật nào trong bộ luật hình sự, cho nên là chưa có cái lý do để bắt nó. Mình giáo dục thôi. Thưa quý vị và các bạn khán giả Việt Vision, hôm nay Bảo Trâm có dịp đi theo các bác cựu chiến binh ở mọi miền tổ quốc đến nhà tên Phan Văn Bách để đấu tranh với những luận điệu sai trái của tên Phan Văn Bách. Đây là cầu thang lên nhà Phan Văn Bách đây. Vâng, có lẽ là... Đi xuất thôi, đi xuất đảo thôi. Đi xuất, đi xuất. Vâng, bác chắc bị thương ở chân, đi tập bệnh ấy. Yếu chân trái.
Bách ơi, anh Bách ơi, anh Bách có nhà không? Kênh chân hương nước Việt của anh là có những cái điều gì tốt đẹp để chúng ta cùng bàn ôn hòa thôi anh Bách, không ngại gì đâu, chúng tôi rất ôn hòa anh ạ. Đại diện diện kiều chiến binh trên các thế hệ chống Mỹ bên dưới Tây Nam và bên dưới phía Bắc hôm nay đến để trao đổi đây trực tiếp với anh về những các công việc và cái những nhãn kênh chân hương nước Việt của anh live stream trên mạng xã hội và những lời anh phát biểu trên mạng xã hội. Chúng tôi muốn đối thoại trực diện với anh. Đấy, chúng ta là ôn hòa thôi. Anh nói to rồi. Anh để anh nói. Máy bay thôi. Anh nên chú ý nói to. Anh Bách ơi, chúng tôi đề nghị anh mở cửa để đàm thoại với anh em tôi, hội cựu chiến binh của cả nước, bàn giao một số vấn đề. Anh Bách à, anh có nghe lời chúng tôi nói không? Đây là anh em tôi đến thăm gặp anh và đề nghị anh mở cửa để chúng ta cùng đàm thoại về cái đài chấn hưng nước Việt của anh xem có những cái điều gì mà nó thế thì chúng ta nên bàn cho nó sâu sắc hơn. Chúng tôi rất ôn hòa anh ạ, chúng tôi là những người cựu chiến binh có thể chống Mỹ, chống Tàu và chống Pol Pot. Thì đã xem kênh chấn hương nước Việt của các anh rất là nhiều. Đấy, và thấy các anh có những cái đường lối nó khác. Đấy, chúng tôi đến đây để đối thoại ôn hòa với anh thôi.
anh không mở cửa vào cũng được, thế anh với chồng cũng đưa nước ngoài, chúng ta sẽ đối thoại với nhau cho nó xong phẳng. Chúng tôi là những người lính đã trải qua những trận chiến, những mất mát, đau thương. Thế bây giờ chúng tôi nghe các anh trên kênh Chiến Lược Nước Việt, các anh bôi nhọ lịch sử. Các anh cũng gọi là phủ nhận toàn bộ cái công lao của thế hệ cha anh đi trước. Anh vinh danh cái của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cái cờ là vàng hoa sao đỏ. Anh biết cái cờ này nó như thế nào không anh Bách? Cho nên chúng tôi rất bức xúc. Chúng tôi những cựu chiến binh các thế hệ, chiến tranh chống Mỹ, chiến tranh chống biên giới phía Bắc, chống Tàu, chiến tranh biên giới Tây Nam, chống Pol Pot, Yên Sari. Chúng tôi rất bức xúc những việc anh làm. Vậy thì ai hãy ra đây đối thoại cùng chúng tôi, chúng ta rất ôn hòa, tranh luận một cách thẳng thắn, xem chế độ mà anh tôn vinh nó tốt đẹp như thế nào. Anh có biết rằng là 1972, 66, 67, 68, 72 cái chế độ đó nó mang bom đánh phá Hà Nội như thế nào không? Anh nhìn sang cái phố Công Thiên không? Cả một dãy phố Công Thiên không còn nhà nào đau thương ta tóc như thế. Nó sẽ đã giết bao nhiêu đồng bào ta và bao nhiêu thế hệ cha chúng ta hy sinh để có được cuộc sống ngày hôm nay. Anh ấy phủ nhận hoàn toàn, nên chúng tôi muốn đối thoại với anh, đối thoại ôn hòa. Nếu anh không muốn đối thoại đối ôn hòa cũng được, anh mở cửa ra. Chắc là ở trong nhà anh ai chim yêu cầu anh hoặc đồng bọn lên đây cũng được, chúng tôi sẵn sàng đối thoại tất cả những người. Mấy người, bây giờ anh em thay mặt cho các chi hội cựu chiến binh đến gặp anh với cái tinh thần rất là thoải mái, thẳng thắn, nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng để cùng nhau đối thoại giải quyết tất cả những cái vấn đề. Bởi vì trong suốt cái thời gian vừa qua ấy, được biết anh là một trong những thành viên của cái chương trình Chấn Hương Nước Việt, rồi hai nữa là cả một cái thời gian dài thì anh có rất nhiều những cái hoạt động và chúng tôi cần thấy là cùng với anh để cùng nhau tranh luận, trao đổi một cách ôn hòa chứ không có cái vấn đề gì cả. Thì những cái suy nghĩ, những cái hành vi hoặc những cái hoạt động của anh thì cũng cần nói với chúng tôi và chúng tôi sẽ cần giải đáp với anh và hứa với anh là không có cái vấn đề gì mà chúng ta phải mâu thuẫn với nhau cả, nhưng mà sẽ giải quyết với nhau bằng những cái lời lẽ, những cái gì đúng, những cái gì sai. Chúng tôi rất biết là hiện nay anh đang hoạt động ở ngoài nhưng mà anh không dám gặp vào chúng tôi, bởi vì những cái hoạt động của các anh ấy, nhất là cái Chấn Hương Nước Việt cùng Nguyễn Quang Thuận, rồi là Lê Trọng Hùng và kể cả anh là Phan Văn Bách, là rất nhiều những cái hoạt động đi ngược lại cái lợi ích của nhân dân và có những cái hoạt động chống lại các cái chủ trương đường lối của Đảng Nhà nước, cũng như là kích động gây rối làm cho cái xã hội bình yên của chúng ta hiện nay nó xảy ra rất nhiều những cái vấn đề đấy. Thành ra chúng tôi đến muốn nói chuyện. Và một cái vấn đề nữa là trong cái hoạt động của anh ấy là liên quan đến cả cái việc xúc phạm đến anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà một trong những lãnh tụ mà cả dân tộc Việt Nam kính yêu và tôn vinh. Thế thì hôm nay chúng tôi đến muốn gặp trực tiếp với anh để cùng nhau đối thoại một cách ôn hòa, giải quyết tất cả những cái gì mà các anh suy nghĩ và cái tư tưởng của các anh. Anh Phan Văn Bách, chúng tôi nói lại, chúng tôi mời anh ra đối thoại trực tiếp với các cựu chiến binh chúng tôi, những người đã từng trải qua các cuộc chiến, những người đã từng hy sinh mang xương máu của mình để bảo vệ cái mảnh đất này. Đấy. Chúng tôi rất bức xúc là cái kênh Chấn Hương Nước Việt của các anh, vấn đề thứ nhất là cái dùng quả tên lửa tô bốc mà rẻ rất phản cảm, lao vào lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người đã từng đang buôn ba khắp thế giới để tìm con đường cứu nước cứu nhà, đã đưa dân tộc ta nó khỏi ách lô lệ lầm than và đưa cho dân ta có cuộc sống như hiện nay. Đấy, đưa quân đội nhân dân chúng tôi đã chiến thắng cả hai nước quốc Pháp và Mỹ. Bây giờ anh này, cái tội của anh ấy là cái tội phỉ báng lại lãnh tụ. Đấy, phỉ báng này cha già dân tộc vô phản kinh yêu của chúng ta. Anh sinh sau đẻ muộn, anh không hiểu được những cái cuộc chiến tranh chống Mỹ khổ sở như thế nào, bom đạn nó ra làm sao, dân dân ta khổ như thế nào.
anh biết chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa Ngô Đình Diệm, Lê Mai Chém khắp Việt Nam giết hại đồng bào, đưa đế quốc Mỹ và các nước chư hầu đấy, vào miền Nam tàn sát nhân dân chúng ta, điển hình là cái trận Mỹ Lai đó, thảm sát Mỹ Lai đấy, và giải toàn bộ chất độc hóa học màu da cam xuống cánh rừng ở miền Nam Việt Nam, gây bao đau thương tan tóc cho đồng bào nhân dân cho đến tận bây giờ. Mà anh lại phủ nhận ra tất cả những cái điều đó. Bây giờ chúng tôi muốn anh ra đây đối thoại với chúng tôi đấy. Đối thoại với những người cựu chiến binh chúng tôi. Chúng ta đối thoại ôn hòa, trực tiếp, thẳng thắn về cái vấn đề xã hội. Xin mời anh, nếu anh là một con người dám làm, dám chịu trách nhiệm trước việc mình làm, anh sẽ đối thoại với chúng tôi. Chứ có anh đừng có lên mạng, anh live stream nha. Anh live stream rồi, anh phát đi những cái điều vu cáo chính quyền phủ nhận cái công nào của cha chúng ta đi trước. Nhà tay đang sống ở đâu? Anh ăn bằng gì? Anh uống bằng gì? Anh hít không khí ở đâu? Nhà anh ở hiện nay là của ai? Chúng tôi biết rằng con người như anh đừng vì những cái đồng tiền dơ bẩn của một hải ngoại nó chuyển về cho anh là anh chống phá đất nước. Anh ra đối thoại với chúng tôi đi. Anh nghĩ rằng anh cầm cái đồng tiền ngoài ngoài này anh chống phá đất nước mà anh tá anh giỏi à? Chúng tôi không công thần. Cũng qua chiến tranh chúng tôi về không công thần, cũng phải đi làm, kiếm sống để cùng nhau xây dựng đất nước này. Anh không muốn làm, anh lại muốn chỉ lên mạng, anh lên án chế độ, anh bôi nhọ lãnh đạo, anh xuyên tạc, anh thổi phồng, anh bóp méo để anh kiếm được đồng tiền dơ bẩn của cái mũ lũ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đã chạy tụt quần sang lửa hỏng trái đất. Tôi nói bây giờ anh có xảy ra cái gì ở đây? Liệu bọn nó có để cho anh yên không? Hay là nó sống ở bên trời đây? Tôi xin mời anh đừng ở trong nhà nữa. Anh Phan Văn Bách, tôi nói lại một lần nữa, hôm nay anh em trong hội cựu chiến binh chúng tôi, chiến binh cựu binh chống Mỹ, chống Trung Quốc, chống Pol Pot, có mặt tại nhà anh muốn đối thoại trực tiếp với anh. Ra vấn đề đó. Không cảm do các chú chính nhá. Anh sợ bất thật chú nhá. Anh đừng làm những cái chân này ảnh hưởng đến hàng xóm. Anh biết đây là khu tập thể, chúng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến hàng xóm, đến cuộc sống yên bình của dân cư. Nhà cháu đây á? Vâng ạ. Bọn cháu đến phiền gặp chú Bách một tí. Vâng. Tôi hiểu của anh sao đối thoại với chú Bách chúng tôi. Tâm cảm một chút thôi nhá. Vâng, không sao không ạ. Không sợ mất trật tự quá nhỉ? Vâng, không sao ạ. Vâng, hành vi của anh rất phản cảm. Anh giơ tay anh chỉ đánh bác. Đi đâu cũng gặp thằng này. Anh là ai? Anh làm gì tôi dân cho nước? Tôi nói thật là cái kênh chấn hương nước để quay toàn người ta thổi phồng bóp méo. Anh lợi dụng vào dân hoan, anh đưa người ta lên, anh không nghiên cứu rõ ràng. Khi người ta điện hỏi anh để quay live stream, anh dơ số điện thoại của người ta. Anh cảm thấy các anh thì như thế mà làm được à? Tiêu của anh mở cửa để đối thoại trực tiếp với cựu chiến binh chúng tôi. Chúng ta đối thoại ôn hòa một cách thẳng thắn, kể cả những gì đảng nhà nước hiện nay sai. Yêu cầu anh ra đây nói chuyện với chúng tôi cho vết thương lòng. Cho xem những vết thương lòng, Bách ơi. Có người ta ấy, nó sợ thì không làm, mà nó làm thì không sợ. Chúng tôi không phải chúng tôi giấu mặt bên khẩu trang. Chúng tôi đường hoàng chính chính đến nhà anh để đối thoại một cách ôn hòa. Có thể mai đây và chúng tôi lên mạng hết kể cả anh live stream bây giờ nhé. Tắt máy. Anh Bách ơi, anh đã nghe đại diện cho anh em cử chiến binh đã có những cái lời rất là thẳng thắn, chân thành về những cái hành vi, những cái việc làm của anh. Mình là một con dân đất Việt và con dân đất Việt dám nói, dám làm thì phải dám chịu. Và chúng tôi đến đây ấy, là thay mặt cho anh em cựu chiến binh qua các thời kỳ đấy là cũng muốn gặp anh để nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn,
để giải quyết tất cả những cái vấn đề thì trong cái suy nghĩ cũng như là tư tưởng, hoặc là những cái gì mà cảm thấy anh được rồi thì chúng tôi động viên, còn những cái gì mà anh cảm thấy nó sai trái thì chúng tôi góp ý với anh để anh điều chỉnh cho nó tốt hơn. Chứ bây giờ chúng tôi đến đây mà anh không ra mặt thì anh nghĩ rằng cả một ngày, một tháng, một năm hay cả cuộc đời này anh sống với nhân dân Việt Nam, anh có liệu rằng anh cứ nấp ở trong một cái bàn phím mãi được không? Và là có con người có lương tâm ấy, để nghĩ rằng cái việc thì mình làm nó đúng, phục vụ cho cái lợi ích của nhân dân, của xã hội thì mình làm, chứ đừng ba cái lợi ích nhỏ nhoi mà để mà làm cái công cụ tiếp tay cho những cái đối tượng mà nó giấu mặt để nó lợi dụng các anh làm công cụ cho nó chống phá lại nhà nước và nhân dân, gây bất ổn cho cái xã hội này. Mà chúng tôi là những người đã góp phần mình, góp công sức mình, xương máu mình để mà chống lại mà sơn cũng như là các cái thế lực thù địch để mà tạo lên một cái cuộc sống đất nước bình yên như thế này. Thành ra chúng tôi đến đây với cái tinh thần là góp ý với anh, cùng anh đối thoại chứ không có một cái vấn đề gì khác. Thế còn anh, tất cả những cái hành vi, những cái hoạt động của anh đưa lên trong mạng xã hội, nhất là qua cái chương trình Chấn Hương Nước Việt cùng với mấy đối tượng khác, thì toàn dân người ta đã thấy được rồi. Những gì các anh làm, những cái gì các anh nói, như là cái việc anh em cổ suý cho cái chế độ bị quân bị quyền mà nhân dân dân tộc ta đã phải bỏ bao xương máu thì mới đánh đuổi được ngoại xâm vào cái công cụ tay sai đó. Cái thứ hai, có những hành vi, có những cái biểu cảm hành động xúc phạm đến anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là một vị lãnh tụ cả dân tộc kính yêu và tôn vinh như vậy, rồi là anh lại có những lời lẽ hành vi xuyên tạc vu khống về những cái chủ trương đường lối hoặc những sự kiện trọng đại của đất nước để nhằm là gì, là báo công đối với các cái thế lực thù địch. Thành ra cái vấn đề này theo tôi, anh còn là con người và có lương tâm thì anh nên gặp chúng tôi, và tôi hứa rằng là anh em cựu chiến binh với cái tinh thần ôn hòa và có tính chất cảnh báo anh và giúp đỡ anh để trở thành một người công dân đích thực. Chứ còn anh cứ nấp sau cái bàn phím này, nấp sau những cái hành vi sai trái đó để anh tiếp tục dẫm chân vào cục đen như vậy, thì tôi nghĩ rằng là không phải ngày hôm nay và nó sẽ còn nhiều ngày nữa, nhân dân cả nước người ta cũng sẽ lên án và có những cái hành động để làm sao cho anh cảnh tỉnh cho anh. Thành ra đừng chúng nuôi chúng ngủ như vậy, anh còn nghĩ đến gia đình, vợ con và những cái việc làm của mình để làm sao đúng với cái lương tâm của mình thôi. Nguyên tập tuyên bố đi. Anh nói không nghe tuyên bố. Anh tuyên bố. Hè quá. Anh Phan Bách ơi, chúng tôi là hội cựu chiến binh của các thế hệ trong cả nước. Chúng tôi muốn đến đàm thoại và có một số việc cần bàn với anh. Nhưng mà anh đã cố tình anh không mở cửa để chúng tôi gặp các anh. Thì bây giờ chúng tôi tuyên bố này. Tuyên bố đài Chấn Hưng Nước Việt là đài phản động. Trong những video sau, một là xúc phạm đến anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh là người lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Thứ hai là xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử và những thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước và quân đội nhân dân cùng nhân dân Việt Nam đã giành được sau năm từ giải phóng Thành phố Hồ Chí Minh, giải phóng về miền Nam năm 1975. Thứ ba là ngửa những bàn tay dơ bẩn để những đồng tiền đô la của những kẻ thù địch từ nước ngoài gửi vào, coi như cái là bán nước bọt cầu vinh nhá. Chúng tôi tuyên bố đài Chấn Hưng Nước Việt nếu như còn cố tình hoạt động xuyên tạc thì chúng tôi cựu chiến binh của cả nước sẽ trừng trị một cách nghiêm khắc và các anh sẽ được lĩnh những cái bản án thích đáng. Anh nên nhớ như thế. Phan Văn Bách, đấy là một lời tuyên bố hùng hồn của anh em cựu chiến binh chúng tôi. Anh có thể ở trong nhà này được một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, chứ anh không ở được cả năm cả đời. Chúng tôi tuyên bố chúng tôi rất tôn trọng pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng nếu anh có những hành vi, một là bôi nhọ lãnh tụ, dùng cái hình ảnh phản cảm, dùng tên lửa tô bóc đánh phá lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai cổ suý cờ vàng bạc bè, một cái chiêu độ Việt Nam Cộng hòa mà đã bị nhân dân và quân đội chúng tôi đã tốn bao nhiêu xương máu để giành được cuộc sống ngày hôm nay, ba là anh bôi nhọ có hành vi xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, bốn là anh chân dắt dân ngoan
không tìm hiểu kỹ càng, tất cả thứ anh chỉ được câu view, câu like theo bọn phản động ở nước ngoài. Chúng tôi tuyên bố, nếu anh còn hành vi như thế, tất cả các gì xảy ra với anh ngoài đường, anh chịu nhiệm, anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chấm hết. Nó lờ cả em nhìn thấy bóng gì. Thằng đàn ông thì mày hèn thế, nói không làm được. Bách ơi, Bách ơi, anh Bách ơi, bây giờ chúng tôi là đại diện cho các triệu cựu chiến binh Việt Nam. Qua cái thời gian vừa qua thấy anh có những cái hoạt động như vậy, và đồng thời chúng tôi cũng muốn là gặp trực tiếp anh để mà cùng nhau đối thoại một cách nó ôn hòa, thẳng thắn, trung thực nhau về tất cả những cái vấn đề mà các anh đã làm. Tại sao anh không ra tiếp xúc với anh em đi? Có những cái vấn đề gì về suy nghĩ, về tư tưởng, về những cái việc làm của mình đúng sai như nào, cùng nhau đối thoại và trao đổi với anh em một cách thẳng thắn, trung thực. Tại sao anh lại cứ có những cái hành vi, có những cái hoạt động mà đi ngược lại lợi ích của nhân dân, đi ngược lại lợi ích của đất nước như vậy? Liệu rằng cái việc mà anh làm công cụ gây sai như vậy, anh thấy có xứng đáng không? Lương tâm của người Việt lại có cho phép anh làm như vậy không? Anh có nghĩ đến bản thân và gia đình trong cái hành vi sai trái của mình không? Mà chúng tôi nói với anh hết lời hết lẽ, đây là một cái hình thức mà chúng tôi muốn cùng với anh trao đổi, đối thoại một cách thẳng thắn, trung thực. Còn không thì tất cả những cái hành vi, những cái hoạt động của các anh, bản thân anh cũng như là một số những đối tượng đồng bọn của anh ấy, chúng tôi nghĩ rằng là toàn thể nhân dân Việt Nam người ta không bao giờ đồng tình và ủng hộ cho các cái việc làm sai trái của các anh, và người ta sẽ có những biện pháp để mà xử lý và trừng trị xứng đáng với cái hành vi của mình. Đấy là còn chưa nói đến các cái quy định của nhà nước hiện nay. Các anh đủ các cái điều kiện, nhà nước hiện nay sẽ nghiêm trị anh theo pháp luật. Các anh phải tính đến những cái việc làm của mình, cái hậu quả đến bản thân và gia đình, cũng như là cái lợi ích của toàn xã hội chứ. Và chúng tôi đã nói như vậy rồi, anh tự bản thân anh suy nghĩ đi. Không những một ngày, ngày hai, là anh suy nghĩ cho nó thấu đáo vào để anh tự bản thân mình rèn luyện, tu dưỡng đi, giải quyết được tất cả những cái gì là những cái sai lầm của mình. Nhân dân Việt Nam các cụ có câu rất là hay: đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ trở lại. Nếu các anh biết cầu thị, biết tự tu dưỡng, biết tự khắc phục những cái sai lầm của mình để trở thành một con người tốt và tự lao động một cách nó xứng đáng, lao động một cách tích cực để mà xây dựng cái cuộc sống của mình tốt hơn, góp phần vào chung cho cả xã hội chứ. Anh Phan Văn Bách, anh thừa biết rằng linh mục Nguyễn Đình Thục, linh mục Đặng Thanh Lam và một số linh mục khác đã tổ chức giáo dân nổi loạn chặn quốc lộ 1A tại Đèo Con, cầm đầu là Lê Thị Mỹ Hoạch, Bạch Hồng Quyền và Hoàng Đức Bình. Sau khi Hoàng Đức Bình bị bắt, các anh và Thảo Teresa đã nhận tiền của bọn chống cộng hải ngoại, là anh nhà anh là nơi chứa chấp mẹ của Hoàng Đức Bình, chứa chấp tụi phản động bán nước hải dân. Anh nắm được điều đó, chúng tôi nắm được điều đó, mà anh ở với anh được live stream, anh được phát trên kênh truyền hình Chấn Động Việt. Chúng tôi không nói nhiều, nếu mà anh dám làm, dám chịu trách nhiệm trước việc mình làm, xin mời anh ra đối thoại với hội cựu chiến binh chúng tôi. Còn nếu không, mọi việc xảy ra với anh sau này, anh hoàn toàn chịu trách nhiệm, trước tiên chịu pháp luật và trước tiên và sau đó là hội cựu chiến binh chúng tôi. Chúng tôi rất là ôn hòa đến đây để đối thoại trực tiếp với anh. Nếu anh không muốn đối thoại trực tiếp, anh muốn đối đầu, lúc bây giờ anh đừng có trách hội cựu chiến binh chúng tôi là những người đã hy sinh. Chúng tôi cũng còn sống về đây là may, còn những cha anh chúng ta còn nằm lại đâu đó trên cánh rừng Trường Sơn, còn chưa biết xác nằm ở đâu. Anh biết rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó như thế nào. Anh nhìn sang phố Câm Thiên, cảm dây phố không còn một nhà nào, đau thương tăng thắc là thế. Mà còn cổ suý cái ba que, cái chính phủ ba que, hay là anh chỉ vì mấy cái đồng tiền nhơ ẩn, anh xiên ăn nhát nàn, không muốn bỏ sức lao động ra, chỉ ngồi gõ bàn phím để kiếm những đồng tiền dân của hải ngoại. Anh Phan Văn Bách, anh hèn à?
con người như chúng tôi đây này, dám trường mà ra đây này, không phải bịt mắt đâu. Mà tôi tuyên bố nếu như anh còn như hành vi như thế này, chúng tôi gặp anh đâu chúng tôi đánh đấy, mà kêu chiến binh đánh. Chứ anh đừng đổ cho Đảng Cộng sản, anh đi đổ cho công an. Các anh có một cái chiêu bài cứ bị đánh là đổ cho công an không thể đánh anh đâu. Nhân dân đấy, tôi nói thật là anh cổ suý cờ vàng ba sắc đỏ thì nhân dân Vũ Công Tiên và những người, tôi nói thật với anh đấy, những người dân đây họ hiền, họ để cho anh đấy. Nhưng nếu mà chú Vũ tôi ấy, tôi xin lỗi với anh không bước chân rồi phải cầu thang. Anh ngon nghe rồi chơi bách. Công an không bao giờ đánh Phan Thái Bách nhá, công an bảo vệ mày ấy. Không công an thì dân là gì mày như một con chó dại. Bây giờ phải nói với Bách như này, cái thời gian vừa qua mà Bách cùng với một số những đối tượng khác mà thường lên cái chương trình chấn lên nữ việc ấy, như là Vũ Quang Thuận, rồi là Nguyễn Văn Điển, rồi Lê Dũng Ngo Ve, rồi là Lê Trọng Hùng. Thế thì với những cái hành vi, những cái hoạt động của mình sai trái như thế mà hiện nay là cơ quan chức năng người ta thấy, người ta cũng đã thực hiện các cái quy định của pháp luật và đã xử lý giải quyết từng người một. Và anh phải nhìn vào những cái tấm gương đó, đi lại lợi, ngược lại lợi ích của nhân dân, của xã hội, của đất nước, để các anh thấy biết cái hậu quả đó rồi. Mà các anh phải nhớ rằng là các anh chỉ là cái công cụ tay sai cho những cái thế lực nấp sau lưng các anh, mà các anh chỉ là con rối thôi. Cho nên đừng vì cái lợi ích bản thân cá nhân nhỏ bé của các anh mà các anh làm được những cái hành vi sai trái đó. Cho nên anh phải thấy cái bài học, những cái gương trước mặt các anh ấy, rồi sẽ lần lượt. Nếu như không biết cầu thì không biết quay đầu, không biết làm những cái đúng, điều đúng, thì các anh dẫn đến cái hậu quả như vậy. Còn chúng tôi là những cựu chiến binh đã bỏ xương máu mình để vì đất nước, vì nhân dân, xây dựng một cái cuộc sống bình yên, ấm no hạnh phúc như này. Không có lý gì chúng tôi để yên cho những kẻ cổ suý cho những cái chế độ ngụy quân, ngụy quyền, tay sai công cụ của ngoại bang để tiếp tục áp bức cai trị dân tộc này nữa. Thành ra chúng tôi tuyên bố anh nên vừa góp ý cho anh nữa là nên cầu thị, biết quay đầu là bỏ, và anh sẽ biết khắc phục những cái sai lầm của mình đi, trở lại một con người lương thiện, đích thực. Chúng tôi nói với anh những lời đó với cái góc độ là những người cựu chiến binh, là những người thẳng thắn trung thực, mang cái tính chất là cảnh báo anh như vậy. Chúng tôi không phải bịt mắt đâu nhá. Hôm nay anh không ra đây, tôi nói sau này xảy ra gì với anh đừng có trách hết. Như vậy là tên Phan Bách đã có, dù có ở nhà mở cửa bật đèn nhưng mà không dám trực diện gặp anh em, không dám gặp các cựu chiến binh. Vì những cái hành vi, những cái sai trái đó anh em rất thẳng thắn nói chuyện để đối thoại với nó, giải quyết được cái suy nghĩ cũng như cái hành vi đó để có một cái tính chất và giáo dục nó, nhưng đồng thời là cũng góp ý khuyên bảo để cho nó biết cái đúng cái sai như thế nào. Xin mời anh em làm hậu thả như vừa hậu nào và bây giờ anh em phải chịu nhé. Vâng, phải chịu cho nên xin lỗi các bác một chút. Ừ, quên rồi, bác cứ làm việc. Cái đối tượng này nó rất to bản phí mới trốn nuôi trốn nổi, nó có dám là ra mặt đấy. Xin lỗi đã làm phiền bà con của chúng ta hôm nay. Mà không, không ra đối thoại trực tiếp chúng tôi ấy, thì chúng tôi sẽ tuyên bố rằng ấy, mỗi khi chúng tôi gặp ngoài đường là chúng tôi đánh bất chấp pháp luật, chúng tôi biết tôn trọng pháp luật. Nếu mà còn chống đối, chúng tôi bất chấp pháp luật. Cho nó biết thế nào là lê độ, biết thế nào là nó bôi nhọ chúng tôi. Cảm ơn, nên nhớ thế. Mà một dân thì dân đánh là cái bộ đội này, các bạn này này, toàn đổ cho công an, cộng sản đây. Như dân đồ đồ mới xúc vào đánh thôi. Chứ công an họ thèm đánh gì thì những cái đội mà vớ vẩn đấy. Anh ơi, hàng ngày nó xúc phạm đến đồng đội mình. À, đồng hè, đánh. Đấy. Thực ra thì công an bảo vệ nó, không có công an thì dân nó đập chết nó như con chó dại lâu rồi. Công an bảo vệ nó chứ không có công an, không pháp luật thì cái thằng Phan Văn Tách này người ta đập với cái chó. Thấy nhà các bác mà bảo đi đâu cũng gặp của ông này, nó sợ. Các bác mà vào ấy, nó đang lấy tiền nó tiêu của ai? Việc đấy, nhá. Các bạn thấy, nó dùng một cái quả tên lửa tôn bóc lao thẳng vào năm chục người ông Minh. Tung lên. Nó dùng lùng hình ảnh của bác không bao giờ nó xúc phạm. Và hình thức là cái gì? Chỉ vào mặt của bác thôi, nó bảo có mùi. Có mùi nấm tôm.
Mới sinh năm 70 mấy mà biết thế nào cuộc sống cổ. Các bác tự hỏi dân như dân sống viên chắc Hà Nội sinh năm 72. Biết anh đâu trồng phá nó hàng xóm ạ. Anh này cho mà hỏi nhờ anh một chút nhé. Thế anh ở khu này bán buôn bán làm ăn ở đây, anh có biết Phan Văn Bách không? Có biết. Ở nhà 42 trên... Trên đấy thì tôi không để ý. Vậy anh có biết Phan Văn Bách không ạ? Chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã bị nhân dân Việt Nam đánh đổ bác biết nó không ạ? À nó có biết cái gì đâu. Bác ơi, bác bảo nó tiền mà. Nó sinh năm 74 rồi bác. Nhà nó trong này. Nó là nó có biết gì đâu, nó theo người trong trong bảy cầu thang 4 này, nó cứ người ta lợi dụng. Cái tổ trai nói, nó có mấy tờ đấy cũng không dạy. Cô, nó cũng là cầu hòa. Chế độ, nó cũng là cầu hòa. Chế độ, chế độ quà, nó có cho. Chế độ, bà con đi trước là nào. Chế độ, thôi tăng đường đấy, tập trung hết cả tầm mặt áo cờ vàng ra sao bỏ cờ ngụy, tức là cái áo của bọn ngụy. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn đầu trong lòng người.